Xin chào mọi người. Ở video này Quân hướng dẫn mọi người sử dụng một cái máy thái thịt tươi sống. Nhưng hôm nay chúng ta không thái thịt, chúng ta thái mộc nhĩ hoặc là nấm hương. Đây là đã ngâm rồi nhá. Đấy, bây giờ mình sẽ sử dụng một cái máy thái thịt mẫu KL85 loại 2 ly, loại mỏng nhất để cắt cho mọi người xem. Chúng ta có thể là ngoài cắt thịt ra chúng ta cắt được rất nhiều thứ. Đây, bật máy lên, cắm điện 220, bật máy lên. Phần mộc nhĩ này. Đấy, đúng rồi. Xong phần mộc nhĩ nhá. Ok, bây giờ sẽ chuyển sang cái phần nấm hương cho bà con xem nào. Cắm nó vào đây. Nấm hương này thì mọi người nhìn nhá. Mình chút phát xong. Đấy. Nó chỉ nhanh gọn nhẹ là như thế thôi. Thay vào cái việc thái thì đây rồi. Bây giờ mình nghĩ ra được cái máy này thì mọi người có thể tham khảo. Không chỉ thái được thịt tươi sống mà chúng ta có thể thái được nhiều thứ như là mộc nhĩ hay là nấm hương. Ngoài ra có thể là chẻ hành hoặc là thái sườn non chay. Rất chi là nhiều cái công dụng. Quan trọng là mọi người phải hiểu được cái nguyên lý của một cái sản phẩm nào đấy. Sau đó thì chúng ta mới vẽ ra được nhiều cái tính năng khác. Thì đây là một trong những cái video để hướng dẫn mọi người. Ngoài ra thì có một cái lưu ý là ở đây mọi người, nếu mà muốn vệ sinh vệ siếc ấy, hoặc là biết được những cái sản phẩm của Hoàng Quân nó khác biệt gì so với thị trường, thì đây bây giờ mình sẽ phô ra để anh em có thể biết nhá. Phần dùng xong cạy nó ra này, chúng ta có thể xem ở cái phần này. Đây là cái tay quay. Khi mua một cái sản phẩm KL85 thì nó sẽ có một cái tay quay, chúng ta lắp vào bên cạnh đây, trong cái trường hợp mà mất điện này hoặc là trong trường hợp nó bị kẹt cái gì đấy, chúng ta có thể là quay như thế này. Đấy. Có thể quay như thế này, quay ngược quay xuôi ấy. Ví dụ như kẹt thì mình quay ngược lại thì nó sẽ đẩy lên này. Đấy. Cái thứ hai nữa là cái phần bánh răng chuyển động ba cái bánh bên đằng này thì nó sẽ là bánh răng bằng thép nhá. Bình thường thị trường thì nó sẽ có loại là bằng nhựa, tuy nhiên là bao giờ cũng vậy rồi, thép bao giờ cũng hơn nhựa, chứ mình không phủ định là nhựa nó kém. Đây là bánh bằng thép thì bao giờ cũng hơn nhựa, còn cái bên đằng này bằng ngày to nó vẫn là nhựa nhé. Đây là những cái cặp lược của nó này, những cặp lược 2 ly. Thì khi mọi người vệ sinh ấy thì mình hướng dẫn là cầm một tay là cầm vòi nước hoặc là ca nước nóng, chúng ta bật máy lên, xối lên, bật máy xong rồi bật máy như thế này, đập để cho nó rụng hết tất cả đi. Sau đó thì chúng ta sẽ rút cả cái lược này lên như thế này, rút cả lên, vệ sinh nốt cái phần đằng này còn lại, sau đó thì chúng ta sẽ bảo quản và cất đi. Thì có một cái lưu ý, đây là cái mẹo nhé. Để khi chúng ta lắp lược ấy, thì chúng ta phải lắp như thế này, đúng không? Lắp theo chiều này, lắp vào bên trong. Thì chúng ta sử dụng cái sống lưng này, đây là mẹo nhé. Sử dụng cái sống lưng, chúng ta quét thì nó sẽ nhanh hơn. Chứ nếu mà mọi người dùng cái đầu ấy, thì nó sẽ rất là lâu. Đây, nó chỉ như thế này thôi. Một bên này, cái bên này quặp như này, đúng không? Sử dụng cái phần sống lưng ấy, thì nó sẽ dễ hơn. Đấy, nó chỉ đơn giản như thế này thôi. Dùng sao cho nó phù hợp, hợp lý. Một máy thái thịt chúng ta lại đem ra thái mộc nhĩ nấm hương cũng hay, đúng không? Phải nói là cũng hay. Chứ ngồi mà cắt cái này thì bao giờ xong. Thì đây là một cái video để có thể là hướng dẫn anh em sử dụng một cái máy thái cắt nhiều thứ hơn. Anh em tham khảo các cái dòng sản phẩm của bên mình, cứ vào máy thực phẩm hoangquan.com hoặc gọi theo số hotline 0941111699, 0973684391. Xin cảm ơn mọi người, xin chào.